Mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả trong công tác tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến. Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay nền tảng này đã dần khẳng định tính ưu việt và mang lại nhiều tiện ích, giúp quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được diễn ra một cách chính xác, nhanh chóng và an toàn hơn. Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục tình trạng chờ đợi khi xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả chậm, giảm tải cho đội ngũ y tế đang phải thao tác thủ công trong khi lấy mẫu xét nghiệm với khối lượng lớn. Theo quy trình trước đây, trước khi được lấy mẫu, người dân sẽ điền thông tin vào một biểu mẫu in sẵn và nộp cho nhân viên y tế. Sau đó, nhân viên y tế sẽ nhập thông tin từ bản giấy đó vào file Excel. Trong điều kiện dùng đồ bảo hộ và găng tay, việc nhập rất khó khăn và chậm. Số liệu được nhập vào file Excel rất khó thống kê vì không liên kết với các hệ thống khác. Mỗi nơi còn có thể nhập liệu khác nhau. Trong khi đó, thông tin người dân điền trên giấy có thể thiếu và không chính xác. Quá trình nhập liệu vào máy tính cũng dễ sai sót. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ quản lý xét nghiệm, người dân tham gia lấy mẫu sẽ cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế để được cấp một mã QR cá nhân trên điện thoại. Khi đến lấy mẫu, chỉ việc xuất trình mã QR cá nhân cho nhân viên y tế. Nhân viên y tế sẽ dùng máy quét hoặc điện thoại có cài đặt ứng dụng nền tảng truy vết quét barcode trên ống nghiệm và quét mã QR cá nhân của người dân để ghép người cần lấy mẫu với ống nghiệm. Với phương pháp mới này, người dân chỉ cần tự khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, không cần khai báo y tế trên giấy. Nhân viên y tế cũng không phải tốn thời gian và công sức nhập liệu thủ công. Vì vậy, việc lấy mẫu sẽ nhanh chóng, chính xác, loại bỏ được thao tác nhập thủ công và tránh sai sót. Quá trình nhập liệu tự động cũng sẽ hạn chế tối đa sự tiếp xúc, giảm khả năng lây nhiễm. Hiện tại, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến hiện đang được triển khai tại 34 địa phương trong cả nước, trong đó có Tây Ninh. Trước khi triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tổ chức các buổi giới thiệu, hướng dẫn về cách thức cài đặt và sử dụng nền tảng cho các địa phương đơn vị. Qua đó, giúp các tình nguyện viên có thể sử dụng và khai thác tối đa các tính năng của nền tảng trên laptop hoặc trên điện thoại thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lấy mẫu, quản lý các mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm. Tại Tây Ninh, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến được triển khai thí điểm tại thị xã Hòa Thành. Người dân khi đến lấy mẫu xét nghiệm sẽ được phân thành hai luồng, trong đó có luồng dành riêng cho người có sử dụng Bluezone. Tại luồng này, người dân chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng, cung cấp mã QR trên ứng dụng cho nhân viên y tế. Nhân viên y tế sẽ sử dụng máy quét mã để quét mã QR của người dân. Quy trình tiếp nhận đến đây xem như hoàn tất. Sau đó, người dân sẽ di chuyển đến khu vực lấy mẫu và thực hiện lấy mẫu. Nếu so sánh với cách tiếp nhận thông thường, quy trình này sẽ giúp người dân không phải khai báo y tế trên giấy, tiết giảm được 50% thời gian thực hiện xét nghiệm, hạn chế tiếp xúc với người và các vật phẩm tại các khu vực lấy mẫu, có thể tự khai báo y tế cho mình hoặc khai hộ cho người thân trong gia đình. Còn đối với nhân viên y tế, nền tảng này sẽ giúp tiết giảm 50% lượng công việc, không phải tiếp nhận tờ khai y tế trên giấy, giảm tải áp lực về công tác nhập liệu, quản lý dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều người dân chưa cài đặt ứng dụng Bluezone hoặc có cài đặt nhưng chưa thực hiện khai báo y tế. Một số điểm lấy mẫu vẫn chưa phục vụ Wi-Fi miễn phí, khiến người dân gặp khó khăn trong quá trình quét mã QR. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần vận dụng và khai thác tối đa các tiện ích từ nền tảng này, tìm giải pháp để cung cấp Wi-Fi miễn phí tại các điểm lấy mẫu để người dân có thể dễ dàng kết nối và sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn, đảm bảo tiến độ của công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, để tạo sự thuận tiện trong quá trình lưu thông của người dân, tránh tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an Tây Ninh vừa triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư,
ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư tại 9 chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Tại Tây Ninh, phần mềm này do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội chủ trì quản lý. Để việc qua lại các chốt được thuận tiện, người dân có thể tự khai báo y tế tại nhà bằng cách truy cập vào website sứckhoẻ.dâncưquốcgia.gov.vn hoặc thông qua các mã QR được thông báo để truy cập vào biểu mẫu khai báo y tế. Người dân chỉ cần khai báo y tế đầy đủ theo mẫu. Khi hoàn tất, sẽ được phần mềm gửi về một mã QR. Người dân chụp lại mã QR này và xuất trình cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra. Lưu ý, mã QR sẽ có giá trị trong khoảng thời gian 3 ngày. Sau đó, người dân cần khai báo lại để được cung cấp mã QR mới. Việc triển khai phần mềm bằng mã QR sẽ rút ngắn thời gian khai báo y tế của người dân, tránh ùn ứ tại chốt kiểm soát, đồng thời tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát ra vào, quản lý công dân vùng dịch và kiểm soát việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19. Đối với trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ sẽ phát phiếu kê khai, sau đó kiểm tra đối chiếu thông tin với chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Thưa quý vị, để giúp quý vị thuận tiện hơn trong việc khai báo y tế, ngay sau đây, chúng tôi xin giới thiệu chi tiết đến quý vị 5 bước khai báo y tế qua phần mềm quản lý của Bộ Công an. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 5 bước khai báo y tế qua phần mềm quản lý của Bộ Công an. Bước 1. Truy cập website sứckhoẻ.dâncưquốcgia.gov.vn hoặc quét mã QR code bằng ứng dụng Zalo hoặc ứng dụng quét mã code QR để vào biểu mẫu khai báo y tế. Bước 2. Đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo. Ô có dấu sao biểu thị thông tin bắt buộc phải nhập. Bước 3. Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 4. Nhấn gửi đi và chờ màn hình xuất hiện thông báo mã QR code. Người dùng chụp lại màn hình hoặc chọn lưu mã. Bước 5. Xuất trình mã QR code cho cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Thưa quý vị, theo Công an Tây Ninh, toàn bộ dữ liệu người dân khai báo đều được đảm bảo tuyệt đối bí mật. Các trường hợp người nhiễm bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, khi có yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ phối hợp trong công tác truy vết để đảm bảo có phương án xác định và cách ly kịp thời. Và chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.